Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, vụ Vạn Thịnh Phát là một vụ án kinh tế nghiêm trọng liên quan đến nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Hiện vụ án đã bước sang hành trình mới sau khi hội đồng xét xử đọc tuyên án. Trong vụ án này, bất ngờ khi có một người lạ mà quen xuất hiện nhiều vai trong cả ba dự án hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan với Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Cao Chí và tập đoàn Tuần Châu. Theo bản án sơ thẩm, ngoài trách nhiệm hình sự là mức án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan buộc phải bồi hoàn cho SCB hơn 673.000 tỷ đồng. Cùng với đó, loạt trách nhiệm dân sự được công bố, trong đó có những khoản tiền hàng nghìn tỷ đồng của các bên phải trả lại cho bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, hội đồng xét xử buộc Quốc Cường Gia Lai với mã chứng khoán QCG phải trả lại cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng buộc công ty cổ phần T và H Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại số tiền hơn 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Một khoản tiền lớn khác là buộc bị cáo Nguyễn Cao Chí nộp lại số tiền 1.000 tỷ đồng sẽ khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Đáng chú ý, xuyên suốt hành trình của ba khoản tiền lớn phải trả lại cho bị cáo Trương Mỹ Lan từ Quốc Cường Gia Lai, đại gia Nguyễn Cao Chí đến Tuần Châu của ông Đào Hồng Tuyển đều có chung một cái tên Hồ Quốc Minh. Ông Nguyễn Cao Chí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella. Bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Chí có thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của ông Nguyễn Cao Chí tại Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và dự án Hải Hà. Trong thời gian này, bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Nguyễn Cao Chí thông qua Hồ Quốc Minh và các nhân viên của bà Lan. Cáo trạng ghi rõ, sau nhiều lần chuyển tiền, đến tháng 1 năm 2021, bị cáo Nguyễn Cao Chí và bị cáo Trương Mỹ Lan gặp nhau tại nhà hàng Ngân Đình ở tòa nhà Times Square, thống nhất các khoản bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Chí tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Chí sau đó soạn thảo văn bản yêu cầu những người đứng tên hộ chuyển nhượng số cổ phần và hợp đồng cho người được bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên là Hồ Quốc Minh. Khi vụ án bị khởi tố, ông Nguyễn Cao Chí đã chỉ đạo điều chỉnh các văn bản và thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư. Đồng thời, ngày 23 tháng 10 năm 2022, hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi Minh ra nước ngoài chữa bệnh, yêu cầu ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn thảo. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Cao Chí không thừa nhận đã nhận tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ông Nguyễn Cao Chí khai việc gặp Hồ Quốc Minh ở sân bay là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu gì. Đây là nguyên nhân khiến bà Trương Mỹ Lan phải có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của ông Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt tài sản của bà Lan và thu hồi 1.000 tỷ đồng. Lúc đó, cái tên Hồ Quốc Minh được xem là một ẩn số cho những cáo buộc liên quan bị cáo Nguyễn Cao Chí vì cũng đã ra nước ngoài, không lấy được lời khai. Sau hơn một tháng xét xử vụ án, ông Nguyễn Cao Chí đã thừa nhận hành vi. Bị cáo Nguyễn Cao Chí cho biết sự cố xảy ra với bà Trương Mỹ Lan khiến ông rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, lo lắng, dẫn tới phạm sai lầm. Ông Nguyễn Cao Chí cho rằng hệ thống của mình có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan nên đắn đo, do dự. Ngoài số tiền bị kê biên thu giữ trước đó, theo ước tính, bị cáo Nguyễn Cao Chí phải nộp thêm khoảng 242 tỷ đồng để đủ số 1.000 tỷ đồng buộc phải nộp theo yêu cầu của hội đồng xét xử. Đây không phải lần đầu tiên cái tên Hồ Quốc Minh xuất hiện. Trong vụ án, hội đồng xét xử yêu cầu công ty cổ phần T và H Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan. Đây là hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tuần Châu của chúa đảo Đào Hồng Tuyển. Trước đó, cáo trạng cho thấy có 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh bị kê biên. Âu Lạc Quảng Ninh thành lập tháng 8 năm 1997. Năm 2015, công ty cập nhật thông tin vốn điều lệ 700 tỷ đồng do chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển góp 96%. Ông Đào Anh Tuấn là tổng giám đốc. Sau nhiều lần tăng vốn, đổi sếp, tháng 9 năm 2023, ông Đào Hồng Tuyển rút khỏi danh sách cổ đông.
thay vào đó là pháp nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuần Châu. Tập đoàn Tuần Châu do ông Đào Hồng Tuyển nắm 78,11%, Công ty Âu Lạc Quảng Ninh góp 18,6% và bà Đào Thị Đoan Trang góp 3,29%. Ông Đào Hồng Tuyển gắn liền với hệ sinh thái Tuần Châu. Trong hệ sinh thái này còn nhiều công ty khác, trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của cái tên Hồ Quốc Minh. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tuần Châu thành lập tháng 6 năm 2017 với vốn điều lệ 5.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển GRIP TPP góp 0,5%, ông Hồ Quốc Minh góp 0,5% và Công ty Cổ phần Đầu tư Tuần Châu Global góp 99%. Công ty Cổ phần Đầu tư Tuần Châu Global thành lập tháng 5 năm 2017 có vốn điều lệ 5.450 tỷ đồng. Công ty do ông Đào Hồng Tuyển góp 49%, Hồ Quốc Minh góp 1%, Đặng Thị Thanh Phương góp 20%, Châu Sam Phàm góp 10% và Nguyễn Công Thành góp 20%. Nếu như trong mối quan hệ với ông Nguyễn Cao Chí, Hồ Quốc Minh như một trung gian đứng giữa, do ông Nguyễn Cao Chí nhờ đứng tên nhận hộ tiền từ bà Trương Mỹ Lan, thì lời giải thích cho sự bí ẩn này dễ hiểu hơn. Đặc biệt, lời khai ban đầu của ông Nguyễn Cao Chí trước sự mất tích ra nước ngoài của Hồ Quốc Minh lại càng thấy đây có thể là người liên quan phía ông Nguyễn Cao Chí nhiều hơn. Tuy vậy, trong các giao dịch với Tập đoàn Tuần Châu, Hồ Quốc Minh xuất hiện âm thầm dưới tên của một cổ đông của tập đoàn. Bất ngờ hơn, cái tên Hồ Quốc Minh một lần nữa xuất hiện trong giao dịch với Quốc Cường Gia Lai. Hội đồng xét xử tuyên Quốc Cường Gia Lai phải trả lại bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng. Đây là số tiền liên quan hợp đồng hứa mua hứa bán với Sunny Island. Sunny Island thành lập tháng 2 năm 2017 cũng là thời điểm Quốc Cường Gia Lai có biên bản ghi nhớ với đối tác này về dự án Bắc Phước Kiển, vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Sunny Island có 3 cổ đông sáng lập. Trong số đó, ông Trang Ly sở hữu 40%, ông Nguyễn Ngọc Hiền và ông Văn Kim Phụ, mỗi người sở hữu 30% vốn cổ phần còn lại. Ông Trang Ly người Hoa, mang quốc tịch Việt Nam, là tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Từ năm 2017 đến nay, đã có hàng chục lần thay đổi thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Dàn lãnh đạo cũng thường xuyên thay đổi, thậm chí địa chỉ trụ sở chính cũng nhiều lần được di dời. Đáng chú ý, trong đó là thời điểm tháng 7 năm 2020, ông Hồ Quốc Minh làm tổng giám đốc. Cái tên Hồ Quốc Minh đã quá quen thuộc trong nhiều sự kiện liên quan đến Vạn Thịnh Phát, như là vụ việc với đại gia Nguyễn Cao Chí. Thời điểm năm 2017, Sunny Island gây tiếng vang khi công ty mới thành lập, vốn điều lệ vỏn vẹn 250 tỷ đồng mà lại bắt tay ký kết với Quốc Cường Gia Lai dự án hàng chục nghìn tỷ đồng như Phước Kiển. Đây cũng là dự án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Từ người bí ẩn trong vụ Nguyễn Cao Chí, người quen trong vụ Quốc Cường Gia Lai đến người lạ trong vụ Tập đoàn Tuần Châu, thân phận của ông Hồ Quốc Minh khá mơ hồ nhưng lại xuyên suốt ba cái bắt tay quan trọng của bà Trương Mỹ Lan với các doanh nghiệp khác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!